Ronaldo im tiếng, Bồ Đào Nha thua Pháp ở tứ kết Euro. Bỏ lỡ nhiều cơ hội, hai đội hòa nhau không đều sau 120 phút trước khi Bồ Đào Nha thua 3 năm ở loạt luân lưu bởi cú đá hỏng của João Félix. Kết quả này thì đồng nghĩa với Cristiano Ronaldo lần đầu không ghi bàn ở một giải đấu lớn cho Bồ Đào Nha. Đây cũng là lần cuối tiền đạo 39 tuổi thi đấu ở sân chơi Euro. Sau khi trận đấu kết thúc, thủ quân của Bồ Đào Nha không khóc như khi đá hỏng phạt đền trước trận Slovenia ở vòng 1/8, nhưng khuôn mặt anh đầy tiếc nuối. Ronaldo sau đó đi một vòng sân ôm chia tay đồng đội. Một lão tướng khác của Bồ Đào Nha là trung vệ Pepe thì lại khóc nức nở và ôm Ronaldo. Bồ Đào Nha đã chơi hay hơn, đặc biệt là trong hiệp 2 và hiệp phụ. Tuy nhiên, đây là trận thứ hai mà Ronaldo và các đồng đội phải đá thêm giờ. Họ vẫn nỗ lực và tỏ ra khao khát chiến thắng. Đoàn quân của huấn luyện viên Roberto Martinez kiểm soát bóng 63% cả trận và có những thời điểm đẩy Pháp vào thế phải chống đỡ. Tuy nhiên, thì điểm yếu lớn nhất của Bồ Đào Nha tại Euro 2024 là khả năng tận dụng cơ hội kém đã làm hại họ. Tính chất quan trọng của trận đấu và việc hiểu rõ nhau khiến hai đội nhập cuộc thận trọng. Vì thế thì hiệp 1 trôi qua mà không có nhiều pha tấn công đáng chú ý. Bên phía Bồ Đào Nha đáng chú ý nhất là hai lượt dứt điểm không trúng khung thành của Bruno Fernandes. Trong đó thì có một tình huống tiền vệ này giành đá phạt với Ronaldo nhưng sút lên trời. Tương tự thì Pháp cũng chỉ uy hiếp khung thành của Diego Costa bằng những pha sút xa của Theo Hernandez hay là Eduardo Camavinga. Hiệp 2 diễn ra hấp dẫn hơn, hai đội đều bỏ lỡ những cơ hội ăn bàn. Bên phía Bồ Đào Nha thì Bruno Fernandes đối mặt với Mai Macan sau đường chọc khe của João Cancelo, nhưng cú sút chéo góc không thể đánh bại thủ môn của đội tuyển Pháp. Không lâu sau thì đường căng ngang của Rafael Leao cũng tìm thấy Vitinha trong vòng cấm, nhưng pha đệm bóng cận thành của tiền vệ này lại trúng vào vị trí của Macan đang chọn. Ở khung thành bên kia, Bồ Đào Nha cũng trải qua những phen hú vía. Nếu không có cái chân của trung vệ Ruben Dias, Costa có lẽ đã vào lưới nhặt bóng sau pha volley của Ranan Colomuani. Ở một pha bóng lập bập sau đó thì Camavinga đưa bóng đi ngang khung thành của Bồ Đào Nha. Khả năng tấn công của Pháp đặc biệt được cải thiện sau khi Ousmane Dembele góp mặt. Tiền đạo này đã làm khổ Nuno Mendes ở cánh phải, khiến hậu vệ trái của Bồ Đào Nha không thể dâng cao tấn công nữa. Dembele cũng khiến khung thành của đối thủ chao đảo với cú sút xa chạm mép trên xà ngang. Kylian Mbappe tiếp tục gây thất vọng. Thủ quân của đội tuyển Pháp chỉ một lần dứt điểm đầu hiệp 2 sau pha lầm tường của N'Golo Kanté, nhưng cú sút trúng vị trí của Costa. 5 phút sau, anh bị đau mũi khi tham gia phòng ngự phạt góc và phải nhờ các bác sĩ sức thuốc mới có thể đá tiếp. Tuy nhiên, thì cơn đau dường như ảnh hưởng tới Mbappe. Huấn luyện viên Didier Deschamps đã cố giữ tiền đạo chủ lực đến hết hiệp phụ thứ nhất, nhưng rồi cũng không thể chờ đến loạt luân lưu mà phải thay anh ra sớm. Dù sao thì cầu thủ vào thay là Bradley Barcola cũng hoàn thành nhiệm vụ đá luân lưu thay anh. Costa đã rất xuất sắc ở loạt luân lưu với Slovenia ở vòng 1/8 khi 3 lần liên tiếp cản phá thành công, nhưng dường như Bồ Đào Nha không muốn giải quyết trận đấu này bằng loạt đấu này, bằng chứng là họ chủ động tấn công trong hiệp phụ, bất chấp nguy cơ để hở khoảng trống ở sân nhà cho Pháp phản công. Đây cũng là thời điểm mà Ronaldo có cơ hội duy nhất trong cả trận khi đón đường căng ngang của Francisco Conceição. Tuy nhiên thì cú đá trong tư thế hơi lỡ đà của thủ quân Bồ Đào Nha đưa bóng đi quá cao. Leao và người thay anh sau đó là João Félix cũng đã có cơ hội. Pha volley cận thành của Leao trúng vào Dayot Upamecano, còn Félix thì đánh đầu ra ngoài ở cự ly gần. Ở pha bóng cuối cùng trước khi hết giờ, Mendes băng lên, đón bóng từ Bernardo Silva nhưng cú đá bằng chân phải không thuận của hậu vệ này là quá nhẹ. Ở loạt sút luân lưu thì Costa không thể tái hiện kỳ tích như vòng 1/8. Anh đoán sai hướng đến 4 tình huống. Lần duy nhất của thủ thành Bồ Đào Nha đoán đúng hướng thì anh lại bó tay trước cú đá vào góc quá nguy hiểm của Jules Koundé. Về phía Bồ Đào Nha thì Ronaldo một lần nữa đá lượt đầu và thành công với kiểu nhảy chân sáo. Bernardo Silva và Nuno Mendes cũng sút tốt, nhưng cú đá sút trúng cột dọc ở lượt thứ 3 của Félix đã chấm dứt hy vọng đi tiếp của Bồ Đào Nha. Với chiến thắng này thì Pháp đã phá rớp luân lưu ở hai giải lớn gần nhất. Đối thủ của họ ở bán kết là Tây Ban Nha, đội đã loại chủ nhà Đức ở trận tứ kết trước đó. Tây Ban Nha loại Đức ở tứ kết Euro nhờ bàn phút thứ 119. Bóng đá thật điên rồ, báo Anh Guardian viết sau khi trọng tài Anthony Taylor thổi còi mãn cuộc. Những phút cuối hiệp 2 và hiệp phụ điên rồ với những bàn thắng, những pha bỏ lỡ đáng tiếc, 14 thẻ vàng, một thẻ đỏ và cả quyết định gây tranh cãi của trọng tài tạo ra trận tứ kết đáng nhớ trên sân MHP ở Stuttgart. Đức gỡ hòa 1-1 ở phút 89 nhưng Tây Ban Nha thì mới hưởng trọn niềm vui nhờ bàn thắng ở phút thứ 119 để giành suất vào bán kết gặp Pháp. Tiền vệ Toni Kroos nằm gục xuống sân ngay phút mãn cuộc, khép lại sự nghiệp vinh quang với 6 danh hiệu Champions League và một World Cup. Nhưng giấc mơ Euro của anh không trọn vẹn, ít nhất anh cũng sẽ khó quên trận đấu được coi là kinh điển này.
thật kịch tính và cân bằng giữa hai đội đồng đều về lối chơi và triết lý. Trang chủ của UEFA bình luận, không khí trên sân căng thẳng từ đầu đến cuối, tạo ra trận tứ kết để đời. Thật tiếc vì phải có một đội thua ở cuộc đấu này. UEFA không nói quá bởi Đức đã chơi rát kể từ khai cuộc, đặc biệt là pha ngáng chân của Kroos với Pedri ngay ở phút thứ tư. Tiền vệ 22 tuổi phải tập tễnh rời sân, nhường vị trí cho Dani Olmo, khiến nhiều khán giả của Tây Ban Nha ôm đầu tỏ vẻ lo lắng. Quyền thay người bất đắc dĩ này của huấn luyện viên Luis de la Fuente lại hiệu quả không ngờ, khi Olmo được chọn làm cầu thủ hay nhất trận với một bàn và một đường kiến tạo. Olmo đang khoác áo câu lạc bộ Leipzig và Bundesliga, anh trở lại thành hung thần của Đức trong trận này. Tiền vệ 26 tuổi mở tỷ số ở phút 52 với cú đặt lòng sệt về góc xa từ cự ly khoảng 12m từ đường căng ngang của Lamine Yamal. Đây là trận thứ hai liên tiếp mà Olmo ghi bàn từ dự bị vào sân ở vòng knockout, trong khi Yamal cũng thành cầu thủ tuổi teen đầu tiên kiến tạo 3 bàn thắng trong một kỳ Euro. Tây Ban Nha đổ bê tông kể từ bàn mở tỷ số, lần lượt rút Raman, Nico Williams và Alvaro Morata rời sân. Tuy nhiên thì ý đồ bảo toàn tỷ số của ông Fuente bị phá bỏ khi Florian Wirt gỡ hòa cho Đức ở phút thứ 89. Từ quả tạt của hậu vệ trái Mistendard ở cột 2, Joshua Kimmich đánh đầu ngược lại cho Wirt sút đập đất chéo góc từ cự ly hơn 6m, dội mép trong cột dọc vào lưới. Bàn thắng của Wirt có dấu ấn từ huấn luyện viên Julian Nagelsmann khi anh được tung ra vào sân trong hiệp 2 thế chỗ cho Leroy Sané không hiệu quả. Một cầu thủ khác cũng dự bị vào sân, Thomas Müller suýt định đoạt trận đấu ở phút bù giờ hiệp 2 với cú sút đệm bóng chệch cột dọc trong gang tấc. Đức chơi tốt hơn trong phần lớn hiệp phụ nhưng bị trọng tài Anthony Taylor từ chối phạt đền ở phút thứ 107. Jamal Musiala sút xa trúng tay Marc Cucurella không sát người, nhưng ông Taylor khép hai tay lại, ám chỉ Cucurella đã có động tác khép tay sát người. Vieira Stuttgart Atwell cũng không can thiệp, dù tình huống này có thể thành bàn cho Đức. Cựu trọng tài người Đức bà Bibiana Webb cho biết Vieira đã không can thiệp vì tình huống này không phải sai lầm rõ ràng của trọng tài chính. Tạ ơn Chúa, báo Tây Ban Nha, Marca bình luận. Chế trêu cho Đức khi sau đó họ lại thủng lưới trong những phút cuối. Olmo treo bóng từ bên trái vào cấm địa, điểm rơi sau lưng Rudiger để Merino lao xuống đánh đầu về góc gần khi Neuer đứng chôn chân nhìn bóng vào lưới. Cả ba bàn thắng trong trận đấu này đều do cầu thủ dự bị vào sân ghi. Đức đã có thể làm nên kỳ tích lần nữa, nhưng cú đánh đầu của Niklas Füllkrug cuối hiệp phụ chạy cột dọc trong gang tấc. Tiền đạo này cũng dự bị vào sân nhưng kém duyên ghi bàn, trong đó thì có một cú sút dội cột cuối hiệp 2. Chúng tôi không đáng bị loại khỏi giải, huấn luyện viên Nagelsmann nói. Tây Ban Nha đi tiếp nhưng cũng có giá phải trả khi án treo giò cho hậu vệ Dani Carvajal và trung vệ Robin Lenormand tại bán kết. Chưa kể thì Pedri cũng phải nghỉ đến hết giải vì chấn thương, còn Fabian Ruiz bỏ ngỏ khả năng thi đấu. Nhưng với 5 trận toàn thắng thì thầy trò Fuente tiếp tục là ứng viên nặng ký để lập kỷ lục 4 lần vô địch tại giải. Hình ảnh Ronaldo an ủi Pepe gây xúc động. Siêu sao Cristiano Ronaldo đã đi đến an ủi người đàn anh Pepe khi trung vệ 41 tuổi không cầm nổi những giọt nước mắt sau thất bại của Bồ Đào Nha trước Pháp tại tứ kết Euro 2024. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Pepe đã bật khóc vì không thể cùng đội nhà đi tiếp. Nhìn thấy người đàn anh rơi nước mắt, Ronaldo đã đi đến ôm lấy Pepe động viên an ủi, tạo ra một hình ảnh đầy xúc động trên sân Wolfsburg Stadion. Euro 2024 gần như chắc chắn sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng của Pepe, người đã có 143 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Sau 17 năm chơi bóng cho tuyển quốc gia, trung vệ 41 tuổi đã giành được hai danh hiệu, bao gồm một chức vô địch Euro, nơi Bồ Đào Nha của anh đã đánh bại Pháp với tỷ số 1-0 ở trận chung kết năm 2016. Tại Euro 2024, Pepe đã đá chính 4 trên 5 trận đấu của Bồ Đào Nha và phá kỷ lục trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất góp mặt tại sân chơi số 1 châu Âu cấp đội tuyển quốc gia. Ban đầu thì ai cũng nghĩ Pepe đã hết thời, song thực tế anh lại là chỗ dựa vững chắc nơi hàng thủ bên cạnh Ruben Dias. Trước trận Pháp thì Pepe đã thi đấu đầy nỗ lực, lan xả và có nhiều pha can thiệp có thể nói là đẳng cấp, góp công giúp đội nhà bảo toàn mảnh lưới trong 120 phút thi đấu chính phủ. Sau đây 2 năm thì vòng chung kết World Cup sẽ diễn ra nhưng nhiều khả năng Pepe sẽ không thể góp mặt. Cả Pepe lẫn Ronaldo đều đã cống hiến hết mình cho Bồ Đào Nha và thật đáng tiếc khi cả hai không thể giành thêm vinh quang nào cùng Seleção ở giai đoạn cuối của sự nghiệp. Vì sao Đức không được hưởng phạt đền trước Tây Ban Nha? Trọng tài người Anh Anthony Taylor gây tranh cãi khi không cho chủ nhà Đức hưởng phạt đền dù Marc Cucurella để bóng chạm tay trong vòng cấm Tây Ban Nha ở hiệp phụ trận tứ kết Euro 2024.
Phút thứ 113, tiền đạo vào sân thay người Nicklas Fulkrug làm tường để Jamal Musiala dứt điểm một chạm từ ngoài vòng cấm chạm tay Cucurella. Nhưng trọng tài Taylor không thổi phạt đền và ra dấu khép hai tay lại, ám chỉ hậu vệ Tây Ban Nha đã có động tác khép tay sát người. Các cầu thủ Đức phản ứng dữ dội nhưng VAR không vào cuộc để thay đổi quyết định trên sân. Trong cuộc họp ban trước Euro 2024, trưởng ban trọng tài UEFA Roberto Rossetti đã đưa ra ví dụ cụ thể vì lỗi dùng tay cản bóng trong vòng cấm. Rossetti chiếu video bóng đập vào cánh tay của một hậu vệ ở tư thế thẳng đứng sát người. Ông nói rằng các trọng tài sẽ không thổi phạt nếu cánh tay gần với cơ thể và không mở rộng để tạo ra vật có thể được coi là rào cản. Ở tình huống này thì gần giống trường hợp của Cucurella. Dù lỗi cản bóng bằng tay trong các giải đấu của UEFA vẫn nghiêm ngặt hơn, họ cũng nới lỏng cho các hậu vệ thêm ít nhất một chút thời gian để không cần phải đưa tay ra sau lưng. Vì vậy, một hậu vệ đang ở tư thế đứng khi bóng chạm vào cánh tay ở hoặc gần bên cạnh cơ thể, ở vị trí thẳng đứng và hoặc với cánh tay ở phía sau đường cơ thể sẽ không bị thổi phạt. Ở vòng 1/8 thì Đức được hưởng penalty gây tranh cãi khi trung vệ Joachim Andersen của Đan Mạch bị thổi phạt vì cản bóng bằng tay tương tự. Theo ESPN, dựa vào những quy tắc của UEFA thì Andersen bị thổi phạt vì vị trí cánh tay không tự nhiên và cản hướng đi của bóng. Còn Cucurella thì đã có động tác thu tay sát người. Ngoài ra thì pha quay chậm cũng cho thấy khả năng Fulkrug đúng dưới trung vệ Nacho và rơi vào thế việt vị trước khi làm tường cho Musiala dứt điểm. Christine Unkel, một nhà phân tích quy tắc làm việc cho đài truyền hình ITV, cũng làm rõ quyết định này trên mạng xã hội. Unkel nhấn mạnh rằng có 3 lý do để xem quyết định không thổi phạt Cucurella là chính xác. Cánh tay được coi là hướng xuống gần bên thân, thẳng. Cánh tay đang hạ xuống khiến bản thân nhỏ lại khi chạy vào vị trí. Quan trọng nhất thì cánh tay ở phía sau cơ thể khi Cucurella bước về phía trước, ăn kèo viết. Trên sân MHP Arena hôm ngày 5 tháng 7, Daniel Mo mở tỷ số cho Tây Ban Nha đầu hiệp 2, rồi Florian Wirtz quân bình tỷ số ở phút thứ 89 và đưa trận đấu vào hiệp phụ. Tại đây thì tiền vệ vào sân thay người là Mikel Merino trở thành người hùng với pha đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút thứ 119, đưa Tây Ban Nha vào bán kết Euro 2024. Jude Bellingham không bị cấm đá trận tứ kết. Ngày 5 tháng 7, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA cấm thi đấu một trận và phạt 33.000 đô la Mỹ đối với Jude Bellingham. Tuy nhiên thì tiền vệ người Anh chỉ bị cấm nếu vi phạm thêm trong một năm tới. Do đó thì Jude Bellingham vẫn được đá trận tứ kết Euro với Thụy Sĩ tối ngày 6 tháng 7. UEFA phạt Bellingham vì vi phạm các quy tắc ứng xử cơ bản. Trước đó thì sau trận thắng Slovenia 2-1 hôm ngày 30 tháng 6, tiền vệ người Anh nhiều lần đưa tay lại gần vùng kín và ra ám hiệu lên khán đài. Sau đó thì Bellingham giải thích rằng đó chỉ là một cử chỉ đùa giỡn với những người bạn thân có mặt trên sân đấu. Trong trận tứ kết Anh gặp Thụy Sĩ, Bellingham có thể cùng Phil Foden chơi tiền vệ tấn công ngay phía sau trung phong của Harry Kane. Ngoài ra thì huấn luyện viên Gareth Southgate có khả năng dùng sơ đồ 3 trung vệ lần đầu tiên tại Euro 2024. Mbappe tri ân người giúp gặp Ronaldo. Tối ngày 5 tháng 7, theo lời mời của Kylian Mbappe, Jean-Charles de Bono có mặt tại sân Wolfsburg, Hamburg, Đức để xem trận tứ kết Pháp và Bồ Đào Nha. Cả Mbappe và Cristiano đều đá chính trong trận đấu này. Ngày 8 tháng 12 năm 2009, Mbappe cùng mẹ tới sân Vododrome, Marseille để xem trận vòng bảng Champions League giữa Marseille và Real Madrid. Sau tiếng còi mãn cuộc, cậu bé 10 tuổi khóc vì nghĩ không có cơ hội gặp Ronaldo. Khi nhận ra tình huống, De Bono đã đưa Mbappe đến khu hỗn hợp để gặp thần tượng lần đầu tiên. Vào thời điểm đó, thì người này là một cầu thủ đã giải nghệ và đang làm cho kênh OMTV. Thật điên rồ khi Mbappe vẫn nhớ việc này và làm rất nhiều để tìm thấy tôi, De Bono nói. Khi nhận được lời mời, tôi nghĩ đó chỉ là một trò lừa bịp, nhưng hóa ra không phải. Nó cho thấy rằng ngoài tài năng chơi bóng tuyệt vời, Mbappe còn có một trái tim nhân hậu. Mbappe hâm mộ Ronaldo từ nhỏ. Trong một bức ảnh lan truyền trên mạng, cậu bé về sau trở thành đội trưởng của đội tuyển Pháp ngồi trong phòng với tràn ngập ảnh của thần tượng. Ở trận tứ kết Euro vừa qua là cuộc đối đầu thứ 5 giữa Mbappe và Ronaldo tại các giải đấu chính thức. Trong 4 trận đấu trước ở Champions League, Nations League và Euro 2021, Mbappe đều tịt ngòi, trong khi thì CR7 có 5 bàn. Lần thứ 5 này, Mbappe cũng không thể ghi bàn, trong khi thì Ronaldo có một lượt thực hiện thành công cú sút trên vạch chấm luân lưu. Và như chúng ta thì đã biết, điều đó là không đủ để Ronaldo và các đồng đội đi tiếp. Tuyển Pháp đã chính thức loại Bồ Đào Nha về nước sau kết quả luân lưu 5-3 đầy kịch tính. Chính thức Euro 2024 kết thúc với Pedri tranh cãi tại sao Toni Kroos không bị nhận thẻ đỏ.
Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cung cấp thông tin ban đầu về chấn thương của Pedri sau khi tiền đạo của Barcelona bị buộc phải rời sân trong những phút đầu tiên của trận đấu với Đức tại Euro 2024. Pedri đã bị chấn thương sau một pha truy cản mạnh mẽ từ Toni Kroos của Real Madrid và tỏ ra rất thất vọng khi phải rời sân. Anthony Taylor gây tranh cãi khi không rút thẻ vàng thứ hai cho Toni Kroos ở những phút bù giờ hiệp 2. Dù Toni Kroos có tác động từ phía sau với Mikel Oyarzabal, nhưng cầu thủ này lại không bị rút thẻ. Đáng nói hơn thì tiền vệ mang áo số 8 đã bị dính một tấm thẻ vàng ở phút thứ 67 sau tình huống anh phạm lỗi với Dani Olmo. Nếu nhận thẻ vàng thứ hai thì Toni Kroos sẽ bị truất quyền thi đấu. Về trọng tài, người Anh nương tay với tuyển Đức gây tranh cãi trên mạng xã hội. Chứng kiến cảnh học trò rời sân trong nước mắt và đứng trước khả năng kết thúc cuộc hành trình Euro của mình, huấn luyện viên Luis de la Fuente không thể giấu được sự bức xúc. Ngay cả khi tuyển Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp, ông vẫn tỏ ra bất bình. Tôi nghĩ pha vào bóng của Kroos với Pedri xứng đáng bị thẻ đỏ. Về phía Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cho biết các cuộc kiểm tra ban đầu cho thấy Pedri đã bị bong gân đầu gối trái. Các xét nghiệm sâu hơn sẽ sớm được thực hiện để xác định mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Pedri sẽ không cần phẫu thuật và cầu thủ này có thể phải nghỉ thi đấu từ 2 đến 8 tuần, tùy thuộc vào mức độ của ca chấn thương. Điều này chắc chắn là Pedri sẽ không tham dự thêm bất kỳ trận đấu nào tại Euro 2024 cho Tây Ban Nha. La Roja sẽ thi đấu trở lại vào ngày 10 tháng 7 bằng trận đấu gặp Pháp. Ký giả Fabrizio Romano cũng xác nhận kỳ Euro 2024 đã kết thúc đối với Pedri do bong gân đầu gối trái. Tây Ban Nha đánh bại Đức 2-1 sau 120 phút. Mikel Merino xuất hiện đúng lúc và đánh đầu hạ gục người Đức khi tất cả mọi người đều nghĩ hai đội sẽ kéo nhau vào loạt sút luân lưu. Diễn biến vụ De Ligt MU, Arsenal coi như đón tân binh. Manchester United đã mở cuộc đàm phán với trung vệ 24 tuổi Matthijs de Ligt, cầu thủ người Hà Lan sẵn sàng rời Bayern Munich vào mùa hè này. Bayern Munich đang đàm phán với Jonathan Tah, qua đó thì cho phép de Ligt ra đi. Ngược lại thì Man United muốn biến hậu vệ của Bayern trở thành bản hợp đồng đầu tiên trong hè 2024. Manchester United gây sốc đã cho phép tiền vệ Bruno Fernandes mở cuộc đàm phán với phía Saudi Arabia. Cụ thể thì có hai câu lạc bộ ở Saudi Pro League quan tâm đến tuyển thủ Bồ Đào Nha. Marseille đang ngày càng tự tin rằng họ có thể chiêu mộ được Mason Greenwood từ MU vào mùa hè này. Manchester đang yêu cầu 40 triệu bảng cho thương vụ. Chelsea được biết rằng Napoli sẵn sàng hạ thấp yêu cầu của họ đối với Victor Osimhen trong nỗ lực bán cầu thủ này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024. Lúc này thì Osimhen có điều khoản giải phóng trị giá 130 triệu euro. Tiền vệ của Manchester City Kevin De Bruyne đã đạt thỏa thuận ban đầu gia nhập đội bóng Saudi Arabia Al Ittihad và giờ đây nhà vô địch Premier League khả năng phải chấp nhận sự ra đi của cầu thủ người Bỉ. Liverpool đang hy vọng tiền đạo người Ai Cập Mohamed Salah, 32 tuổi, sẽ ký hợp đồng mới khi giao kèo hiện tại của anh đến hết hạn vào năm 2025. Leicester City sắp đạt được thỏa thuận với Bobby De Cordovare của Fulham khi cầu thủ người Jamaica, 31 tuổi, chuẩn bị kiểm tra y tế. Real Madrid để mắt đến ngôi sao Arsenal William Saliba. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha coi cầu thủ này có thể trở thành trụ cột của đội bóng trong tương lai gần. Tiền vệ Philippe Coutinho của Aston Villa sẽ sớm trở lại đội bóng thời niên thiếu Vasco da Gama sau những cuộc đàm phán kéo dài với hợp đồng của cầu thủ 32 tuổi người Brazil có thể bị chấm dứt với Aston Villa. Arsenal đã đồng ý các điều khoản hợp đồng với hậu vệ người Ý Riccardo Calafiori của Bologna cho đến năm 2029, nhưng hai câu lạc bộ vẫn cần thống nhất mức phí cho cầu thủ 22 tuổi này. Cả Arsenal và Liverpool đều muốn thu hẹp khoảng cách với nhà vô địch Manchester City thông qua bản hợp đồng của mùa hè với Nico Williams. Cầu thủ này đang tỏa sáng cho Tây Ban Nha ở Euro 2024. Bayern Munich đã đồng ý với một thương vụ trị giá 43 triệu bảng để ký hợp đồng với João Palhinha của Fulham. 12 tháng trước, những nỗ lực của họ đã từng thất bại. Scott Parker đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng mới của Burnley. The Claret đã mất Vincent Kompany vào đầu mùa hè này khi anh gia nhập Bayern Munich. Parker từng bị Bournemouth sa thải cách đây không lâu.